Thưa quý vị, một ngày sau sự cố vỡ đường ống nước thải của nhà máy tuyển đồng Tà Phời tại xã Tà Phời, thành phố Lào Cai, nước bùn đã rút, thế nhưng thiệt hại và nhiều mối lo còn ở lại. Nhóm phóng viên thời sự đã có những ghi nhận tại khu vực bị ảnh hưởng ngay trong chiều ngày hôm nay. Gia đình chị Tín cũng như nhiều hộ dân ở thôn Phời 3, xã Tà Phời đang cố gắng thu dọn những tài sản còn sót lại sau sự cố vỡ đường ống nước thải. Riêng đêm hôm qua không ngủ được bởi vì rất là lo, buồn lắm, chẳng biết làm nào. Đồ đạc, tài sản hư hỏng, thậm chí nhiều nhà cửa còn đổ sập. Thiệt hại đến nay vẫn chưa thể kiểm đếm hết. Chăn trở của những hộ dân lúc này không chỉ làm sao vớt vát lại chút tài sản mà còn là nhiều mối lo đến sức khỏe. Thóc này chắc là không ăn được đâu, đi phơi lại để cho con gà con vịt ăn thử thôi. Nếu mà bảo là cho người ăn thì sẽ nguy hiểm lắm. Bây giờ toàn là chất độc hại của mỏ nó thải ra. Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố này, bởi trước đó cách đây 3 năm, tại đây cũng đã xảy ra tình trạng nước thải chảy tràn xuống khu dân cư. Nhưng với lần này, mức độ đã nghiêm trọng hơn. Thời gian tới là chúng tôi cũng sẽ báo cáo với tỉnh, thành phố để có cái hướng đề xuất là đối với những cái hộ mà ảnh hưởng ở cái khu vực này thì có thể là di chuyển ra những cái khu vực đảm bảo an toàn hơn cho các hộ dân. Sẽ cần nhiều ngày nữa mới có thể khắc phục được hậu quả của sự cố. Còn với những ruộng lúa này, có lẽ sẽ không thể thu hoạch trong mùa vụ năm nay. Những lớp bùn đất dày và dính quánh đang thực sự gây ra khó khăn cho công tác khắc phục sau sự cố và nhất là những khu vực nhà dân. Thế nhưng với mỗi người dân lúc này thì họ đang đều rất cố gắng để có thể dọn dẹp, để có thể sớm ổn định lại được cuộc sống. Mưa lũ kéo dài trong tuần qua tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái không chỉ gây thiệt hại về người, tài sản, hạ tầng giao thông mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện. Mưa lũ đã khiến cho tuyến dây điện 35 kV, tuyến duy nhất cung cấp điện cho Mù Căng Chải, đến nay vẫn chưa khắc phục được. Dự kiến sau 24 giờ khi thông tuyến quốc lộ 32 sẽ đấu cấp điện trở lại. Do đất đá sạt lở nên việc tiếp cận các điểm gãy đổ cột điện gặp nhiều khó khăn. Ngành điện đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ cùng nhân công các nhà thầu. Việc rà soát đang gặp nhiều nguy hiểm do mưa lớn vẫn kéo dài, nước lũ dâng cao. Ngành điện phấn đấu đến ngày mai 10 tháng 8 sẽ cấp điện trở lại cho huyện Mù Căng Chải. Mưa lớn khắp lưu vực thì đã khiến cho mực nước sông Mekong đang dâng nhanh và dự đoán sẽ dâng cao hơn nữa trong 5 ngày tới. Hầu hết các trạm quan trắc của Ủy hội sông Mekong quốc tế đã ghi nhận mực nước cao hơn trong thời gian trước đó. Thông tin thêm từ phóng viên Ngọc Phương. Dữ liệu quan trắc về mực nước và lượng mưa của Ủy hội sông Mekong quốc tế cho thấy mưa lớn tại khu vực hạ lưu sông Mekong bắt đầu từ ngày 5 tháng 8 đã phần nào khiến nước sông dâng cao. Tại một số khu vực của Lào và Thái Lan, mực nước sông Mekong đã tăng từ 2 đến hơn 4,5 mét trong những ngày qua và được dự đoán sẽ còn tăng trong 5 ngày tới. Tại Campuchia, mực nước sông Mekong ở nhiều khu vực cũng đã tăng từ khoảng 1 mét đến hơn 2,5 mét so với cùng kỳ năm trước và dự báo có thể sẽ giảm trong 5 ngày tới. Trong khi đó, do ảnh hưởng của thủy triều, mực nước sông Mekong tại đồng bằng sông Cửu Long, ở khu vực Tân Châu trên sông Cửu Long và Châu Đốc trên sông Hậu đang dao động và duy trì ở mức thấp hơn trung bình trong nhiều năm. Cuối tuần qua, một số địa phương ở Lào và Thái Lan đã bị ngập lụt và lũ quét, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và gây thiệt hại nhiều tài sản. Số liệu quan trắc của Ủy hội sông Mekong quốc tế cũng cho thấy, tính riêng trong tháng này, lượng mưa ghi nhận được tại khu vực hạ nguồn sông Mekong đã cao hơn lượng mưa trung bình hoặc cao hơn 40% so với lượng mưa cùng kỳ trong các năm 2021 và 2022. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam từ Ủy hội sông Mekong quốc tế ở thủ đô Viêng Chăn, Lào.